là các game thủ thi đấu với nhau online. Thì sắp tới thì bên phía của Vét cũng sẽ có rất là nhiều kèo đánh với cả bên phía nhánh của Luyến. Tương quan lực lượng mà nói thì đây là cái cảm giác của tôi đấy nhé. Thì là tương quan lực lượng mà nói thì bên phía của Chim Sẻ và Hồng Anh thì đánh cung R tốt hơn bên phía của Vét. Cái này thì chắc là ai sẽ đồng tình với ý kiến của mình thôi. Nhưng mà dạo gần đây thì Bi đánh cung R cũng bắt đầu đánh nhiều nên lên lên tay. Mọi hôm đánh với Hồng Anh thì thấy bảo hòa về C nhưng thua về trận. Nhưng mà cũng là khá là ok rồi, và BB thậm chí hôm trước còn thắng Sang Long trong một trận cầu đầy tranh cãi. Đấy. Hôm nay tôi hóng được tin là sắp tới là có những cái kèo đấu như Hoàng Mai Nhi thi đấu với cả bác nông dân, rồi Bi mới thầu đánh với cả Luyến và Tiểu Mãnh Mã. Thì nó cũng rất giống với cả những cái cách mà bên phía của Ego đang làm. Ego thì đang giao hữu với cả nhánh của Long, còn bên Vét thì đang giao hữu với cả nhánh của Luyến. Cái chuyện này tôi thấy rằng nó cũng cái điều gì đến nó cũng sẽ phải đến thôi. Còn tâm điểm thì vẫn là Long Luyến, thì bao giờ đến thì tôi chưa biết. Cái này chưa biết thế nào các bạn. À không, Bi mới thầu đánh với Tiễn Như Vũ với cả Tiểu Mãnh Mã nhé. Kèo thì kèo cung R thôi. Bên phía Trung Quốc thì họ đánh random thì gần như là rất là yếu, nên là chủ yếu là kèo cung. Mà kèo cung á thì nói thật với các bạn rằng là dần dần bây giờ AB Việt Nam đánh cung R rất là kinh rồi. Tôi thấy một vài những game thủ những ngày xưa đánh cung R chỉ có quanh quẩn quẩn điểm danh chắc Chim Sẻ, Hồng Anh, BB còn đánh giá yếu ở đánh cung R. Bây giờ thì có thêm các game thủ như Truy Mệnh này, như Kamachi này, như Chip Boy đánh cung R cũng được này. Còn ai đánh cung R hay nhỉ? U98 đánh cung R hay này. Rồi các nói chung là trình cung R của các game thủ Việt Nam bây giờ đã tiến bộ và lên một tầm cao rất là mới rồi. Nó được cải thiện rất nhiều trong năm 2019. Cái đợt mà tháng 4 và tháng 5 năm 2019 đó chính là việc 69 đưa các game thủ Sen Lam, Tuyển Ngư sang Việt Nam, và bên phía của Vét cũng đưa Sơ Luyến và Tiễn Như Vũ cũng như là Lôi Lão Hổ sang. Thì gần một năm trời đánh rèn cung thì các game thủ của Việt Nam cũng đã có những cái sự tiến bộ, người ta gọi là vượt bậc đấy, cực kỳ tiến bộ luôn. Bây giờ họ đánh cung R cũng cơ cấu lực rất là tốt, họ ép đờ cũng rất là chuẩn, đi đứng quân về tất cả mọi thứ khác đều rất là ok rồi. Vì vậy mà khoảng cách về đánh cung R giữa các game thủ Việt Nam với game thủ Trung Quốc được rút ngắn rất là nhiều. Và hơn nữa là khi mà Việt Nam sở hữu một con quái vật đó chính là game thủ Chim Sẻ, thì có lẽ là Trung Quốc bây giờ họ đã lớn tuổi và không thể đuổi kịp được đến cái trình độ nó gọi là hơn hẳn tới từ game thủ Chim Sẻ đi nắng. Tất nhiên là ngoài Chim Sẻ ra thì các game thủ còn lại đánh với cả các game thủ AB Trung Quốc giờ là cũng thuộc dạng là cân cân rồi, và cũng đã có thắng và cũng đã có thua. Nhưng mà cứ dính vào đến Sẻ thì tỷ lệ thắng của Sẻ sẽ là cao hơn, tỷ lệ thắng của Sẻ hoặc là team Sẻ sẽ là cao hơn. Bởi vì nói chung là gạt bỏ Sẻ ra thì mọi thứ ở cái sự cạnh tranh ở cái phía dưới nó sẽ là hay hơn rất là nhiều so với việc cho Sẻ vào luôn luôn làm cái mất đi cân bằng. Thế thì nó qua một chút về cái kèo sắp tới khởi động giữa Vét và nhánh của Luyến, tức là nhánh La Mã Phục Hưng, vào ngày 24, hôm nay là ngày 22 à, là chiều ngày kia đánh này. Chiều ngày kia là Vét giao hữu với cả La Mã Phục Hưng, thì có Hoàng Mai Nhi đánh với cả Nông Dân này vào buổi chiều lúc 13:30. 19 giờ là Vét thi đấu là có cặp đôi BB Tiểu Màn Thầu thi đấu với Tiễn Như Vũ và Tiểu Mãnh Mã. Các trận đấu thi đấu online qua Game TV Plus. Thì về cơ bản chúng ta cần phải chờ đợi vào kết quả và chờ đợi vào cái màn trình diễn của tổ bên La Mã Phục Hưng xem họ khỏe hay là không. Chúng ta được gần đây chúng ta được chứng kiến tổ của Sang Long, Tuyển Ngư đánh rồi. Nói chung là cũng có những cái màu mà các bạn là ngày xưa họ cũng từng sang Việt Nam thi đấu với Clan 699. Thành ra là các bạn cũng đã quá quen rồi. Luyến thì lâu lắm tôi thấy trong livestream của tôi, livestream của nhiều người cũng hỏi là tại sao Luyến lại không 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 lâu lắm không đến lên hình, thì bây giờ họ sẽ comeback và lên hình thôi. Thế thì cùng xem mà liệu có một cái giải đấu nào đó mà kết hợp cả bốn bên không nhỉ? Anh em nghĩ liệu có cái giải đấu nào đó kết hợp cả bốn bên không? Chúng ta đã từng suốt quãng thời gian qua từ trước Tết và sau Tết chúng ta đã chứng kiến rất nhiều những giải đấu AOE Việt Trung rồi, và do bên phía của Chim Sẻ đối đầu với bên phía của Sang Long. Vậy thì trong khoảng thời gian tới khi mà Vét cũng khởi động lại cái câu chuyện đánh với cả bên nhánh của La Mã Phục Hưng, thì liệu các bạn có chờ đợi một cái giải đấu mà có sự góp mặt của bốn bên? Đấy, có sự góp mặt của bốn bên. Thì mình nghĩ rằng đây cũng là một cái tín hiệu rất tích cực, tín hiệu cực kỳ tích cực dành cho
cho cộng đồng AME Việt Nam. Vấn đề là quả bom có nổ hay không thì chúng ta cần phải chờ đợi thời gian mới trả lời được. Ở tầm này thì nói thật với các bạn rằng là có rất nhiều những yếu tố ảnh hưởng tới cái việc là sắp rất nhiều khán giả hỏi là sắp tới có giải gì không. Dạo này tôi xem giao hữu nhiều quá, cảm thấy nó hơi buồn. Vậy thì chỉ cần cái quan tâm của khán giả, tôi để ý trong quãng thời gian gần đây là sắp tới có cái giải gì không, hoặc sắp tới có cái kèo gì nó căng. Căng thì còn xem, căng thì còn thôi được rồi, đi làm về sớm hơn một chút, nấu cơm nhanh hơn một chút, rửa bát nhanh hơn một chút, giặt quần áo lau nhà nhanh hơn một chút đấy, chơi với con nhanh hơn một chút để còn vào xem. Chứ nếu không là thôi làm từ từ, đúng không ạ? Mình cứ làm từ từ đi, đâu mà phải vội. Đấy, thế mình nghĩ thế là nó hay nhất. Mình nghĩ là bây giờ là khán giả là rất là bị đói cái thông tin. Và mỗi khi mà có thông tin về một giải đấu nào đó, nhiều khi là cũng có nhiều khán giả còn không biết cơ. Đến lúc đánh rồi còn chả biết đây là cái giải gì. Đây cũng là một cái mà nói chung là mình thấy là tương đối lỗi. Đánh là phải, các bạn phải lên lịch, nhiều khả năng là phải lên lịch giải đấu sớm, truyền thông mạnh và truyền thông trước rất là lâu để cho khán giả nhiều người ta biết đến, thì người ta mới thu xếp thời gian, thu xếp công việc, thu xếp rất là nhiều thứ, vì toàn những bác già rồi, toàn những bác có gia đình rồi, có con nhỏ rồi, công việc cơm áo gạo tiền nữa. Vâng, muốn một giải đấu thành công, giải đấu thành công tức là gì? Nói trêu đùa thì là một giải đấu thành công là một giải đấu mà chim sẻ nắng không vô địch. Còn về mặt chuyên môn, về mặt gọi là để đạt được hiệu quả thì là giải đấu thành công là giải đấu thu hút được nhiều người theo dõi. Đấy, nhìn thẳng vào view là biết giải đấu đó có thành công hay là không. Chỉ thế thôi ạ. Đấy là cái chỉ số, đấy là cái mà nó là thước đo rồi. Nên là cái công tác truyền thông là công tác rất quan trọng. Xin lại với các bạn một lần nữa là vào ngày 13 giờ 30 phút ngày 24 tháng 3 này thì VEF chính thức khởi động việc giao hữu lại với La Mã Phục Hưng, cuộc đối đầu giữa Hoàng Mai Nhi và Nông Dân vào buổi chiều, và vào buổi tối thì là BB Tiểu Màn Thầu đối đầu với Tiễn Như Vũ và Tiểu Mạnh Mã, thể loại cung R ACDian hết, 1-1 AC và 2-2 ACDian. Các trận đấu sẽ được đánh qua GTV Plus. Các bạn, tôi cũng đang muốn kiểm chứng xem sức mạnh của các game thủ bên phía nhánh của Luyến như thế nào. Đấy, như thế nào. Các game thủ mà cũng mạnh thì chúng ta lại càng háo hức hơn với cái việc là biết đâu đó các ông bầu của AOE, những người ta gọi là đầu có sạn rồi cầm cân nảy mực, người ta sẽ tổ chức một cái giải đấu mà có sự có mặt của bốn bên. Thì lúc đó có lẽ chúng ta lại được chứng kiến những cái kèo đấu hay và những cái giải đấu hấp dẫn và đáng để chúng ta xem, đáng để bỏ thời gian và công sức ra để mà xem, đúng không ạ? Mình thì cũng vậy thôi, đóng vai trò là một góc nhìn của một khán giả thì tất nhiên là như kiểu mình cũng là fan hâm mộ của đá bóng nữa. Bây giờ ngay cả giải ngoại hạng Anh cũng vậy thôi, đến tầm này chúng ta bắt đầu xem được rồi này, cuối tháng 3 đầu tháng 4 các giải vô địch quốc gia bắt đầu đi vào giai đoạn nước rút 10 vòng đấu cuối. Rồi các giải đấu C1, C2 thì nó bắt đầu bước vào vòng tứ kết. Thì đấy, tầm này chúng ta bắt đầu là bỏ ra xem, bỏ thời gian ra thức đêm, rồi bỏ thời gian ra để mà theo dõi. Chứ còn nói thật với các bác rằng là trong suốt từ đầu mùa giải đến bây giờ thì thời gian đâu mà xem, trừ những hôm nào siêu rảnh thì là thôi còn ngó ngó qua một chút. Chứ còn bây giờ ai cũng có công việc riêng của mình, ai cũng có quỹ thời gian riêng của mình dành cho công việc, dành cho gia đình. Có những bác còn trung thủy hơn em nhiều, em đây còn đỡ đấy. Có những bác lại còn một vợ, một bồ, lại còn một người yêu nữa, thì thời gian đâu mà xem đá bóng, thời gian đâu mà xem đế chế nữa, không có thời gian được. Nên là em nghĩ rằng là chúng ta phải kiểm chứng xem sức mạnh bên phía của Luyến như thế nào, nó có ngang ngửa với cả bên phía của Long không, và cái sức mạnh qua những cái giải đấu, qua những cái giao hữu như thế này giữa VEC và bên Sơ Luyến, thì mình nghĩ rằng là trình cung R của các game thủ bên phía VEC cũng sẽ được cải thiện một cách đáng kể. Và trong những cái thời gian tới thì mình nghĩ rằng là những cái kèo đấu giữa các clan nó sẽ căng thẳng và hấp dẫn hơn. Mong rằng là sẽ có những giải đấu sớm được công bố, truyền thông thật tốt để cho nhiều người biết đến và theo dõi. Chứ dạo gần đây là thấy rằng là nó như ở quê em nó hay nói là nó hơi Sammy Kherera. Cám nó hấp ở trên vùng các bác ạ. Khoai. Xem nó có một cái gì đấy mà cảm giác nó chưa thỏa mãn mình. Đam mê thì đam mê thật, thích xem thì thích xem thật, nhưng mà nó có đáng để xem không, và nó có đáng để mình bỏ nhiều thứ, để mình hy sinh nhiều thứ khác để mình bỏ thời gian ra để mình theo dõi không?
Thì cái đấy em nghĩ rằng cũng là một câu hỏi nó tương đối đau đầu, ít nhất là với cộng đồng AOE này tương đối là đau đầu, em nói thật. Rồi bây giờ la ma một chút về AOE Việt Trung từ đầu đến giờ 21 phút rồi. Bây giờ đến phần là trả lời các câu hỏi của anh em. Bây giờ mà kéo lên thì khoai quá nhỉ. Thôi từ bây giờ trả lời nhá. Anh em nào mà có những câu hỏi từ trên rồi mà tôi chưa trả lời, anh em vui lòng, rất mong anh em là comment tiếp để tôi bắt đầu đọc comment của anh em từ bây giờ này.